Rồi ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một ít hàng nha anh em ha. Đó, có hai cặp loa bass 25 em mới vừa về đó, và một cặp một con loa center, và một cặp loa này khá là đẹp anh em. Cặp loa này anh em mình để nghe nhạc hoặc là anh em mình dùng để trả lời đồ cũng đều được nha. Con này thì hình thức nó khá là đẹp ha. Đó, em thấy nó đẹp quá thì em sưu tầm về em đăng lên giới thiệu với anh em mình. À, nhìn nó khá là đẹp và sang trọng anh em ạ. À, anh em mình có thể để trên nóc thùng loa hoặc là trên kệ gì cũng rất là đẹp. Và con loa center này mới về nè anh em ha. Con loa center của Yamo hàng châu Âu. Nó thì mấy cái hàng này là mới khui nha anh em. Mấy hàng này mới khui rồi em lên clip cho anh em mình xem luôn. Anh em mình có nhu cầu sản phẩm nào thì sẽ liên hệ với em ha. Anh em mình thích sản phẩm nào thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Thì anh em mình xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha, để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái món đồ mà em sưu tầm. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cặp loa chép bô nha anh em ha, hai cặp loa chép của Boss đó. Mấy con này nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó chịu đòn karaoke với lại những cái loa bass 20, 25, 30 trong gia đình là vô tư nha anh em ha. Đó thì con này là đường kính là 17 phân nha anh em, xin lỗi anh em mình, đường kính loa là 7 phân nha, 7 phân, còn chiều xéo á là nó 9 phân hơn ha. Thì con này anh em mình có thể ghép vô những cặp loa 20, 25, 30 trong gia đình để mà trợ thêm cái tiếng lời về tiếng chép karaoke ha. Thì anh em mình muốn ghép tụ để mà lấy luôn tiếng lời và tiếng chép á, thì nói em khi mua hàng em sẽ kèm tụ cho. Còn anh em mình muốn lấy tiếng chép không á thì khi mua hàng cũng nói rõ với em nha, để em kèm tụ thích hợp cho anh em mình ha. Đó, con này thì nó hát tiếng Trung và tiếng chép luôn, cái giải cao rất là tốt nha anh em. Đó, giải cao rất là tốt luôn. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đó. Con này chịu đòn karaoke rất là tốt nha. Anh em mình yên tâm về công suất chịu đòn của em nó. Lo zin đẹp nha anh em, lo chép Boss ha. Đó. Rồi ok. Giá là 1.400.000 một đôi nha anh em. Giá là 1.400.000 một đôi, tiếng rất là hay nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ. Này anh em mình thay thế vào những cái lo thùng ha, hoặc là độ chế đâu. Mà anh em mình cần cái củ loa nhỏ mà chất lượng âm thanh hay, ấn tượng thì dòng loa bô là khá là thích hợp nha anh em. Đó. Anh em nào mà đang cần những cái cặp loa mà nó nhỏ nhỏ mà nội công cao á thì bô là tuyệt vời nha. Bô nhỏ nhỏ thì thôi chứ kêu khá là ấn tượng ha. Nó cũng đã được anh em mình khẳng định từ lâu rồi. Đó. Cái củ có nói là củ bọc từ nha anh em, củ bọc từ là 5.5 phân đó anh em nha. Đó, củ bọc từ 5.5 phân ha. Và bên trong là nó từ kép nha, nó hai từ đó anh em nha, từ kép. Rồi, khá là nặng, cầm khá là nặng và đầm tay. Đẹp zin, dáng 1.400.000 rồi nha. Và đây thì mới về con center Yamo nha. Đó, con center Yamo, con này đường kính chiều ngang là 29 phân 29.5 phân. Con này thích hợp cho anh em nào mà cần tìm con center nhỏ gọn mà công sức khỏe ha. Đó, có thể karaoke và nghe nhạc tốt. Thì đây là cái miếng lưới của em nói với anh em. Không, con này là em mới về nha. Em mới về, nó em khui hàng ra. Thì nó về bữa hay bữa vậy rồi anh em. Nhưng mà em khui tới đâu em quay tới đó đó. Thì con này em mới khui ra nha. Đó, mới khui ra còn nguyên bụi trần em cũng chưa có lau chùi vệ sinh ha. Nó sử dụng là hai cái củ loa lời hai bên và một con loa chép đơm ở chính giữa. Con loa chép là kêu rất là bén nha. Và hai con loa lời này nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chịu đòn karaoke rất là tốt. Anh em mình có thể ghép vào những cặp loa karaoke trong gia đình rồi là rất là hay. Anh em mình có thể để dưới kệ tivi đồ cũng được ha. Nó con này là con center Yamo hàng châu Âu. Bên trong thì nó có phân tầng nữa ha. Thì khi anh em mình mua hàng thì em sẽ có tặng kèm thêm tụ để anh em mình có thể ghép vào những cái bộ loa anh em mình đang có để mà trả lời karaoke nghe nhạc xem phim đâu. Thì con này là con Yamo nha anh em ha, Yamo đó. Đây. Hàng châu Âu xịn nha anh em ha. Đó. A3CN đó. Rồi, con center này mấy tháng trước em đã có bán rồi anh em. Em có bán màu trắng và màu đen này luôn rồi. Bán nhiều hàng rồi. Thì con này giá như cũ nha anh em ha, giá là 1.500.000 thì mấy tháng trước em có bán nhiều rồi đó. Thì không gài hết hàng, nay em mới về được con đẹp nha. Đó, đẹp xuất sắc zin nguyên bản ha. Zin 100%, giá vẫn 1.500.000 cho anh em mình sưu tầm ha. Rồi, và đây thì em có sưu tầm được một cặp loa khá là độc anh em ạ. Cặp loa khá là độc và đẹp luôn nha. Đó, đây. Thì nó sử dụng là hai cái bass anh em ha. Hai cái bass này thì nó màng của nó dạng như là một cái màng màng trống vậy đó anh em ha. Đó, nhưng mà nó có độ lõm vô xíu nha. Nó có độ lõm vô xíu. Cái mặt của em nói là cỡ 10 phân anh em nha. Đó, là cái loa cũng chưa tới 10 phân nữa. Và con loa chip đơm. Loa chip đơm lụa nha. Con này thì cái con nó rất là to anh em. Đó, mấy con này thì anh em mình có thể trả lời karaoke hoặc là anh em mình nghe nhạc rồi cũng đều được nha. Tại con này là hát bass trung chép trên loa luôn ha. Nó rất là đẹp anh em ạ. Loa khá là đẹp luôn nha. Ở đây thì nó như một cái gương vậy, nó chiếu lại nha anh em. Đó ha. Và đây là mặt sau. Thì mỗi một cái bên nó thì nó còn khá là nhiều dây nha. Đó, dây bạc khá là nhiều nha anh em. Đó. Dây bạc khá là nhiều. Dây này là dây zin của em nó. Và đây cái rắc của em nó nữa nè. Em thấy nó đẹp quá thì em sưu tầm về luôn.
thì dưới này thì nó có ghi mấy cái chữ Capricorn vậy nè đó ha. Và ở dưới cái chân này là cái chân nó mạ bạc luôn nha anh em ha. Đó, em cũng không biết là bằng nhựa hay bằng inox nữa. Rồi, ok. Ở dưới này thì nó ghi là Akira 4 ohm 50W. Lò rất là đẹp anh em. Đó, anh em mình có nhu cầu con này thì liên hệ với em nha. Để trong phòng mà nhìn rất là sang và đẹp luôn. Rồi, để em quay cái chiếc còn lại cho anh em mình xem nha. Tương đối là đẹp ha. Em đã test rồi, ok rồi ha. Con này đánh dạng lo nghe nhạc anh em. Anh em mình để kệ TV bàn làm việc rồi nghe cũng được nha. Đó. Và nó hát bass trung chép luôn. Còn anh em mình làm lo trả lời thì đấu qua tụ ha. Thì khi mua hàng nói em tặng kèm tụ cho. Đó thì anh em mình đấu qua tụ để mà trả lời karaoke rồi cũng được luôn ha. Đó rồi ok, hình thức tương đối là đẹp. Đó rồi cặp này có một cặp một duy nhất nha anh em. Một cặp một duy nhất ha. Giá giá là 1,5 triệu cho anh em mình ha. Giá là 1,5 triệu cho anh em mình. Đó, rất là đẹp anh em ạ. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Một cặp hai lo ha, hai bên như thế này. Đó, anh em mình để bàn làm việc hoặc là bà kệ máy tính đâu, hoặc là để kệ tivi đâu, trả lời nghe nhạc rồi cũng đều được ha. Rồi, và đây là cặp lo Pioneer Bass 25. Thì hôm qua em có lên mấy cặp Pioneer Bass 20 thì bán hết rồi nha anh em. Cặp 25 này mới khui ha. Đó, con này là cũng từ nhỏ luôn, nhưng mà cái lượng từ nó đủ cho cái lo này hoạt động, anh em mình yên tâm nha. Từ nhỏ nhưng mà cái chất lượng từ nó tốt ha, thì nó đủ cho cái con lo này hoạt động nha. Đó, lo Bass 25. Dòng này thì mấy tháng trước em bán rất là nhiều hàng nha. Nó về một lần 1-2 đôi, có lần về 3 đôi, 4 đôi đâu. Đó thì về rất là nhiều. Đa phần em đều tuyển cái hàng đẹp xuất sắc không à. Lo bát đường kính là 25 nha anh em. Lo bát đường kính là 25. Còn chiều xéo là em nó được 28 phân rưỡi nha. 25 x 28 phân rưỡi. Bát 25 màn sóng ha. Nón là nón vải ha. Nón vải gân là gân vải lụa. Đó thì gân rất là mềm nha. Gân rất là mềm nha anh em. Đó, gân mềm. Đây ha. Đó. Rồi ok. Và đây là cái chiếc bên trong anh em. Đó, chiếc bên trong rất là đẹp nha. Thép 7 màu đẹp keng. Đó, thì mấy tháng trước em có bán mấy đôi á. Thì hết hàng, có anh em mình liên hệ sau. Nhưng mà không có thì hôm nay có hẹn cập nhật clip lên. Họ mấy anh em nào mà liên hệ hết hàng nay còn nhu cầu thì liên hệ lại với em nha. Nó tại lâu quá số điện thoại nó cũng trôi mất rồi. Ngày nào thì anh em mình cũng điều điện vào rất là nhiều số điện thoại á. Cho nên là có đôi khi anh em mình dặn á, thì tới chừng có hàng không thể nào mà nhớ nội số anh em ạ. Đó, lò rất là đẹp nha, zin 100%. Thì giá như mấy tháng trước em bán rồi ha, mấy tháng trước em bán nhiều rồi. Nó giá vẫn như cũ nha, 1,8 triệu một đôi này ha. Và cuối cùng đây là một cái đôi lo bát, một đôi lo bát 25 nha anh em. Lo bát 25 dòng này thì anh em mình có thể sử dụng để mà thay thế vào những cái thùng lo nằm hoặc là những cái thùng lo bát 25 karaoke nghe nhạc rồi cũng đều được ha. Con này thì từ khá là to ha anh em. Đó thì từ nhìn to từ nhỏ không quan trọng anh em, quan trọng là cái chất lượng lo nó tốt hay không thôi ha. Đó rồi ok, thì khi nhà sản xuất người ta thiết kế ra cái lo thì người ta cũng tính toán từ tới cái cuộn con và tới cụ từ hết rồi, cho nên là anh em mình yên tâm ha. Đó, và đây là cái mặt lo anh em. Và cái viền này là nó làm bằng dạng như là bằng xốp vậy đó anh em. Đó, bằng xốp vậy đó. Bớt xuống thì nó có cái độ độ đàn hồi lại nha. Đó, nó mềm. Gân là gân câu gân mút mà nó phủ dạng như cao su vậy đó anh em nha. Gân này dạng anh em mình hay gọi là gân da lương á ha. Và cái nón rất là to nha. Nón này thì khá là to và bự luôn. Lo bát đo đường kính phủ bì của em nó là nó 28 phân nha anh em. Đó, lo bát đo phủ bì là 28 phân. Đó anh em mình xem ha. Đo phủ bì là 28 phân nha. Rồi. Con này tại vì nó đo cái vành này nè anh em, cái vành này nó bự nè thì đo nó ra 28, nhưng mà con này đáng lẽ ra cũng lo 25 hay 6 gì đó anh em ạ ha, cũng cỡ lo 2,5 tấc á. Đó, nếu đo cái vành này là nó 25 đó ha. Đó, vành muốn ở trong nè, tại cái vành này hãng thiết kế nó bự á, nó ra tới 28. Rồi ok, thì lo thì em quay video em đo phủ bì nha, còn anh em mình có thể tính theo cái thùng lo của anh em mình đang có ha. Đó rồi ok, con này mã là SS10 lốt nha anh em. Đó, họ không có bán mã S10 cộng hay sao á, nay về S10 lốt ha. Công suất là 150W ha, và công suất mát là 350W một lo. Trở kháng 5 ohm. Dây râu bạc nha anh em. Đó, con này đánh tiếng bass khá là tốt ha. Rồi ok, đem về có một cặp à. Anh em mình có thể thay vào karaoke và nghe nhạc đều được ha. Con này thì nó chuyên về tiếng bass. Đó. Rồi, gân này hiện tại còn xài ok nha. Anh em mình xài một thời gian sau mà thay. Hiện tại gân còn đang xài được ha. Đó, rồi ok ha. Cặp này thì giá là 2 triệu nha anh em. Cặp này giá là 2 triệu ha. Đó. Rồi ok ha.
Còn em nào mà muốn thay gân thì thêm tiền ha, thêm tiền thì em thay luôn đó. Thì gân zin lúc nào nó cũng rẻ hơn cái gân thay một tí anh em, tại vì những cái dòng lo mà gân mút về á, nếu như mà gân còn nguyên zin á thì ví dụ như bán 2 triệu đúng không, nhưng mà thay gân rồi thì phải cao hơn tí anh em nha đó. Tại vì gân thay là bình thường của những cái cặp lo hàng bãi đó. Rồi ok, clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.